Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy lợn nha các bạn. Hôm nay là nói về các bài toán ứng dụng thực tế lớp 10-12, thì những dạng cơ bản như sau để cho các bạn ôn thi vào lại đại học nha các bạn. Thì dạng thứ nhất đó là liên quan tới đạo hàm, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. Dạng thứ hai đó là ứng dụng về hình đa diện. Dạng thứ ba gọi là hàm mũ logarit. Dạng thứ tư đó là hình nón, hình trụ, hình cầu. Dạng thứ năm đó là nguyên hàm tích phân và các ứng dụng thực tế khác. Ở đây có 6 dạng cơ bản, bạn nào chưa rành về dạng nào các bạn có thể comment ở phía dưới, mình sẽ kiếm nội dung và dựng clip để hướng dẫn cho tất cả các bạn nha các bạn. Còn cái bài mẫu ở dưới mình nói về hình nón, hình trụ, hình cầu, đó là dạng thứ tư, dạng cơ bản thôi. Thì đối với dạng này các bạn cố gắng đọc đề kỹ và vẽ hình ra để minh họa. Đây, người ta xếp 7 cái hình trụ có cùng bán kính nha các bạn, cùng bán kính, cùng chiều cao vào một cái lọ hình trụ. Vậy cái lọ hình trụ nè, để mình vẽ ra cái lọ hình trụ nè, xếp 7 vào sao cho tất cả các hình trụ đáy của hình trụ nhỏ. Đáy của hình trụ nhỏ là mấy cái lọ, 7 cái lọ nhỏ hình trụ đó tiếp xúc với đáy của hình trụ lớn, là 7 cái này nó tiếp xúc với cái hình trụ lớn ngoài. Chờ rồi, hình trụ nằm chính giữa tiếp xúc với 6 hình trụ xung quanh, vậy sẽ có một cái hình trụ nhỏ ở giữa nè, được chưa ạ? Và 6 cái hình trụ xung quanh, 1, các bạn vẽ cẩn thận nha, nhiều lúc mình vẽ không có đều, các bạn không cảm, 3 4 5 6, các bạn không cảm nha, mình vẽ hơn không đều đó, được chưa ạ? Đó, tiếp xúc nè. Rồi, mỗi hình trụ xung quanh đều tiếp xúc với các đường sinh của hình trụ lớn, khi đó thể tích v đây là v lớn nha các bạn. Thì mình biết v của hình trụ, v hình trụ sẽ bằng b nhân h. B là diện tích đáy, còn h là chiều cao. Thì do hình trụ lớn với mấy hình trụ nhỏ có cùng chiều cao nên h nó như nhau. Còn b là diện tích đáy của hình trụ lớn là một cái hình tròn, vậy các bạn phải tìm được bán kính. Thì đây, từ đây tới đây là đường kính của nó. Thì đường kính của nó các bạn cẩn nhìn nè, đây đường kính nè, thì đây là r nhỏ của cái hình nhỏ nè, đây một r nhỏ, đây r nhỏ, đây r nhỏ, đây r nhỏ, đây r nhỏ, bán kính của hình trụ nhỏ. Vậy bán kính của hình trụ lớn là từ đây đến đây là bao nhiêu ạ? 1 2 3, vậy là bán kính của hình trụ lớn là 3r. vậy diện tích đáy của hình trụ sẽ bằng pi nhân r bình, vậy là pi nhân bán kính đáy là, xin lỗi, đúng rồi, bán kính đáy bằng 3r bình. Vậy mình sẽ có v sẽ bằng pi nhân diện tích đáy nè, 3r tất cả bình nhân h, vậy sẽ bằng là 6 pi nhân r bình nhân h, và các bạn chọn đáp án, được chưa? Xin lỗi, ở đây mình bị sai nha các bạn, 3 là 3 mũ 2 là 9 nha. Đó, cẩn thận vào, các bạn tính toán cẩn thận vào, dễ bị sai lắm nha các bạn, 9 nha. Đó, các bạn cẩn thận, xin lỗi tất cả các bạn. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lợn để lợn khắc phục, những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người, xin cảm ơn, bye bye.